Xin chào các bạn, hôm nay review phim sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến kịch tính và hấp dẫn tiếp theo của bộ phim John Wick phần 3. Sau khi giết Santino D'Antonio tại khách sạn Continental, John Wick vi phạm luật lệ của giới sát thủ và bị trục xuất khỏi hội kín. Winston, người quản lý khách sạn, cho John một khoảng thời gian 60 phút để chuẩn bị trước khi thông báo cho toàn bộ giới sát thủ rằng John có giá trị 14 triệu đô la và không được bảo vệ bởi bất kỳ quy tắc nào. John cùng chú chó của mình chạy trốn trong thành phố New York, biết rằng anh sẽ phải đối mặt với hàng ngàn kẻ săn đầu người muốn giết anh. John chạy vào thư viện và yêu cầu một quyển sách có tên là Raxian Fortes. Anh lật đến trang 11 và lấy ra một huy hiệu và một chuỗi hạt được giấu trong một ngăn bí mật. Huy hiệu là một biểu tượng của High Table, tổ chức quyền lực nhất trong thế giới sát thủ, và chuỗi hạt là một vật phẩm của Elder, người cao nhất trong High Table. John muốn dùng chúng để tìm cách xóa bỏ tiền thưởng trên đầu anh. Trong khi John đang rời khỏi thư viện, anh bị Ernest, một sát thủ khổng lồ, nhận ra và tấn công. Ernest cố gắng giết John bằng cách dùng một dao nhọn đâm vào tim anh, nhưng John kịp thời né tránh và đấm Ernest vào mặt. Hai người đánh nhau quyết liệt trong các kệ sách, khiến nhiều cuốn sách rơi xuống. John dùng một cuốn sách để chặn dao của Ernest, rồi dùng cuốn sách đó để đập vào miệng và cổ của Ernest nhiều lần cho đến khi anh ta ngất xỉu. John lấy dao của Ernest và chạy ra ngoài. John đi tìm một bác sĩ ngầm có tên là Doctor, không có tên thật, người chuyên chữa trị cho các sát thủ bị thương. John đưa cho Doctor một đồng xu vàng để được khám và điều trị. Doctor phát hiện ra rằng John bị đâm vào bụng và vai, và dùng kim chỉ để khâu vết thương cho anh. Tuy nhiên, khi Doctor mới chỉ khâu xong vết thương ở bụng, anh nhận được thông báo rằng John đã chính thức bị excommunicado, tức là bị cấm sử dụng tất cả các dịch vụ và tiếp xúc với các thành viên khác của giới sát thủ. Nếu Doctor tiếp tục điều trị cho John, anh ta sẽ bị phạt nặng. Doctor quyết định dừng lại và nói với John rằng anh ta phải tự khâu vết thương ở vai. John cảm ơn Doctor và lấy kim chỉ từ tay anh ta. John tự khâu vết thương ở vai trong khi Doctor nhìn theo với ánh mắt lo lắng. John đến nhà thờ nữ tu thánh Zeus, nơi Sophia đang chờ đợi anh. Anh trao cho Sophia huy hiệu của mình, một biểu tượng của hội đồng tối cao, và nói rằng anh cần sự giúp đỡ của cô. Sophia nhận ra rằng John đã bị trục xuất khỏi giới sát thủ và bị săn đuổi bởi hàng triệu đồng tiền thưởng. Cô từ chối giúp John và nói rằng anh đã tự làm khó mình khi giết Santino D'Antonio trên đất liền của Continental. John nói rằng anh không có lựa chọn khác và nhắc nhở Sophia rằng cô nợ anh một ân huệ vì anh đã giúp cô thoát khỏi cuộc sống sát thủ trong quá khứ. Sophia không thể từ chối được yêu cầu của John theo luật lệ của hội đồng tối cao, nhưng cô cảnh báo anh rằng cô sẽ chỉ giúp anh một lần duy nhất và sau đó họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sophia dẫn John đến một khu ổ chuột ở Casablanca, nơi cậu bé cao bồi, một người có quyền lực trong hội đồng tối cao, đang ẩn nấp. Cậu bé cao bồi là một người giàu có và kiêu ngạo, có thể quyết định số phận của bất kỳ ai trong giới sát thủ. John xin cậu bé cao bồi tha thứ cho anh và cho phép anh sống sót để tiếp tục yêu vợ của mình trong ký ức. Cậu bé cao bồi nói rằng John có thể được tha thứ nếu anh làm một việc cho hội đồng tối cao, giết Winston, người đã cho anh một giờ ân hạn để thoát khỏi New York. John không muốn giết Winston, người là bạn của anh, nhưng cậu bé cao bồi ép buộc anh phải chấp nhận điều kiện này hoặc sẽ chết. Sophia không hài lòng với câu trả lời của cậu bé cao bồi và bắn vào chân của anh ta, khiến máu chảy ra. Sophia nói rằng cô không thể để John giết Winston, người đã giúp cô nhiều lần trong quá khứ. Cậu bé cao bồi tức giận và ra lệnh cho các lính canh của mình tấn công Sophia và John. Sophia và John chiến đấu với các lính canh, sử dụng vũ khí và võ thuật. Hai con chó của Sophia cũng tham gia vào cuộc chiến, cắn và kéo các lính canh xuống đất. Sophia và John đánh bại được các lính canh và tẩu thoát khỏi khu ổ chuột. Sophia nói với John rằng cô đã trả nợ cho anh và không muốn gặp anh nữa. John cảm ơn Sophia và nói rằng anh sẽ tìm cách sống sót. Một tổ chức bí mật quyền lực nhất trong thế giới sát thủ gửi một trong 12, một đại diện của họ, đến New York để xử lý tình hình. Một trong 12 là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ta có quyền ra lệnh cho các sát thủ khác và có thể thu hồi hoặc cấp lại quyền trú ẩn tại các khách sạn Continental trên toàn thế giới. Một trong 12 gặp Winston, người quản lý của Continental Hotel ở New York, và yêu cầu anh từ chức trong 7 ngày. Cô ta nói rằng Winston đã vi phạm luật lệ của hội đồng tối cao bằng cách cho phép John Wick, một sát thủ bị truy nã toàn cầu, trốn thoát khỏi khách sạn. Winston từ chối và nói rằng anh sẽ bảo vệ khách sạn của mình với mọi giá. Sau đó, một trong 12 gặp Paul E.G. King, một ông trùm ngầm khác, và trừng phạt anh ta bằng cách cắt 7 miếng thịt từ cơ thể anh ta vì đã giúp John trong quá khứ. Paul E.G. King là một người đàn ông da đen, có vẻ ngoài hùng hổ và có quyền kiểm soát các khu phố ở New York thông qua các tay sai của mình. Anh ta đã cung cấp cho John các vũ khí và thông tin để anh ta chiến đấu với các sát thủ khác. Một trong 12 cũng thuê Zero, một sát thủ chuyên nghiệp và fan hâm mộ của John, để săn lùng John và những người liên quan đến anh. Zero là một người đàn ông gốc Á, có kỹ năng võ thuật cao cấp và dẫn đầu một nhóm các sát thủ ninja. Anh ta luôn theo dõi John và mong muốn được đối đầu với anh. Anh ta cũng không ngần ngại giết bất kỳ ai cản đường anh ta. John tìm đến một người bạn cũ là bà hiệu trưởng, một nữ tu trưởng già của tổ chức sát thủ mà John từng thuộc về. Tổ chức sát thủ này là một nhóm các nữ tu chiến binh, được huấn luyện để sử dụng các loại vũ khí cổ xưa như kiếm, dao, rìu và cung tên. Bà hiệu trưởng là người đứng đầu của tổ chức này và có quyền lực lớn trong thế giới sát thủ. Bà hiệu trưởng cho John biết rằng anh có thể tìm được người đứng đầu hội đồng tối cao ở sa mạc Sahara. Người đứng đầu hội đồng tối cao là người chỉ huy tối cao của hội đồng tối cao, một tổ chức bí mật quyền lực nhất trong thế giới sát thủ. Người đứng đầu hội đồng tối cao là người duy nhất có thể tha thứ cho John về tội giết Santino D'Antonio, một thành viên của hội đồng tối cao. John dùng chuỗi hạt để yêu cầu bà hiệu trưởng giúp anh đi đến Casablanca. Chuỗi hạt là một vật phẩm quý giá, được trao cho John khi anh rời khỏi tổ chức sát thủ. Chuỗi hạt chứa một đồng xu vàng, biểu tượng của sự trung thành và tôn trọng trong thế giới sát thủ. Bà hiệu trưởng đồng ý, nhưng cắt đi ngón tay trỏ và lấy nhẫn cưới của John làm giá. Nhẫn cưới của John là một kỷ vật quan trọng, là biểu tượng của tình yêu với vợ đã qua đời của anh, Helen. Bà hiệu trưởng nói rằng John phải hy sinh điều gì đó có ý nghĩa để được tiếp tục sống. John đến sa mạc và tìm thấy người đứng đầu hội đồng tối cao, một tổ chức bí mật quyền lực nhất trong thế giới sát thủ. Người này là một người đàn ông già, có vẻ ngoài uy nghi và đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Anh ta cho biết rằng John đã vi phạm luật lệ của hội đồng tối cao bằng cách giết một thành viên của họ, Santino D'Antonio, tại Continental Hotel, một nơi trú ẩn an toàn cho các sát thủ. Vì vậy, John bị truy nã toàn cầu và có giá trên đầu là 14 triệu đô la. Người đứng đầu hội đồng tối cao nói rằng John có thể được tha thứ nếu anh trở thành sát thủ chuyên dụng cho hội đồng tối cao và giết Winston, người quản lý của Continental Hotel ở New York, người đã giúp John thoát khỏi sự truy đuổi của các sát thủ khác. John đồng ý, nhưng chỉ vì anh muốn gặp Winston một lần cuối. Người đứng đầu hội đồng tối cao cắt đi một ngón tay của John để lấy chiếc nhẫn của anh, một biểu tượng của tình yêu với vợ đã qua đời của anh, Helen. John được chở bằng xe máy đến New York và gặp Winston tại Continental Hotel. Winston nói rằng anh không muốn chết và cũng không muốn John chết. Anh ta đề nghị John chống lại hội đồng tối cao và bảo vệ quyền tự do của mình. John quyết định không giết Winston và bị hội đồng tối cao tuyên bố là kẻ phản bội. Người đứng đầu hội đồng tối cao ra lệnh cho các sát thủ khác tấn công John và Winston tại Continental Hotel. John chiến đấu với các sát thủ trong khách sạn và trên đường phố. Anh ta dùng các loại vũ khí khác nhau, từ dao, súng, kiếm cho đến ngựa và xe máy. Anh ta cũng nhận được sự giúp đỡ từ các bạn bè cũ, như Sophia, một người quản lý khách sạn ở Morocco, cha John, một người phục vụ ở Continental Hotel, và Paul E.G. King, một ông trùm ngầm ở New York. Vào tòa nhà cao nhất ở New York, nơi người đứng đầu hội đồng tối cao ẩn nấp, anh ta đối mặt với người đứng đầu hội đồng tối cao và nói rằng anh không muốn làm việc cho họ nữa. Người đứng đầu hội đồng tối cao tỏ ra giận dữ và bắn John từ trên cao xuống. John rơi xuống mặt đường và bị thương nặng. Người đứng đầu hội đồng tối cao cho rằng John đã chết và rời đi. Tuy nhiên, John không chết. Anh ta được Bowery King cứu sống và đưa về căn hầm của mình. Bowery King nói rằng anh cũng bị hội đồng tối cao tấn công và bị thương. Anh ta nói rằng anh muốn trả thù hội đồng tối cao và hỏi John có muốn tham gia không. John trả lời, vâng. Một trong 12, một đại diện của hội đồng tối cao, tuyên bố khách sạn Continental ở New York là không thuộc pháp luật, tức là các sát thủ có thể giết nhau ở đó mà không bị trừng phạt. Đây là một hành động nhằm áp đặt quyền lực của hội đồng tối cao lên Winston, người quản lý của khách sạn, và John Wick, một sát thủ bị truy nã toàn cầu. Hội đồng tối cao muốn Winston từ chức và John chết. Winston không chấp nhận điều này và quyết định chống lại hội đồng tối cao. Anh ta nói rằng anh ta sẽ bảo vệ khách sạn của mình với mọi giá. Anh ta cũng nói rằng anh ta tin tưởng vào John và cho anh ta 1 giờ để chuẩn bị chiến đấu. John trở lại khách sạn và gặp lại Winston và cha John, người phục vụ khách sạn. Cha John là một người đàn ông lịch thiệp, có kỹ năng bắn súng tốt và luôn trung thành với Winston. Họ cùng nhau chiến đấu với các sát thủ do Zero dẫn đầu. Zero là một sát thủ chuyên nghiệp và fan hâm mộ của John, được một trong 12 thuê để săn lùng John và những người liên quan đến anh. Sau một cuộc chiến khốc liệt, John đối mặt với Zero và giết anh ta. John dùng dao để đâm vào ngực Zero và sau đó dùng súng để bắn vào đầu anh ta. Trước khi chết, Zero nói rằng anh ta vinh dự được chiến đấu với John và khen ngợi kỹ năng của anh ta. John không trả lời gì và rời đi. John gặp một trong 12 trên mái khách sạn, nơi Winston cũng có mặt. Winston là người quản lý của khách sạn Continental ở New York, một nơi trú ẩn an toàn cho các sát thủ. Winston đã chống lại hội đồng tối cao, một tổ chức bí mật quyền lực nhất trong thế giới sát thủ, để bảo vệ John Wick, một sát thủ bị truy nã toàn cầu. John là bạn thân của Winston và cũng là một sát thủ huyền thoại, được biết đến với biệt danh Baba Yaga. Winston nói rằng anh chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình và không có ý định giết John. Anh ta bắn vào John và làm anh ngã xuống mái nhà. Một trong 12 cho rằng John đã chết và chấp nhận Winston tiếp tục làm quản lý khách sạn. Cô ta nói rằng cô ta chỉ muốn kết thúc cuộc chiến và khôi phục trật tự trong thế giới sát thủ. Tuy nhiên, John không chết. Anh ta được các lính canh của Bowery King đến thu dọn hiện trường. Bowery King là một ông trùm ngầm ở New York, có quyền kiểm soát các khu phố thông qua các tay sai của mình. anh ta cũng bị hội đồng tối cao tấn công và bị thương. Anh ta đã cung cấp cho John các vũ khí và thông tin để anh ta chiến đấu với các sát thủ khác. John được Paul E.G. King mang về nơi ẩn náu của mình, nơi anh ta tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại hội đồng tối cao. Anh ta nói rằng anh ta muốn trả thù hội đồng tối cao vì đã phản bội và hãm hại anh ta. Anh ta cũng hỏi John có muốn tham gia không? John trả lời, vâng. Bộ phim kết thúc ở đây. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ như thế nào? Hãy like, share và subscribe review phim để cập nhật các tập phim mới nhất nhé.